nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Năm giải đấu năm nay là lần đầu tiên các cô gái của đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia có cơ hội được cọ sát ở giải đấu mang tầm quốc tế. Và chính sự cổ vũ nồng nhiệt như vậy từ các khán đài đã tạo thêm sức mạnh để đội tuyển của chúng ta có được một sự khởi đầu tốt. Kinh nghiệm của 4 tay đập từ đội tuyển quốc gia như Lê Thanh Thúy hay Trịnh Thị Huyền đã giúp tuyển trẻ Việt Nam thi đấu áp đảo trước tuyển trẻ Thái Lan. Bên cạnh đó, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương cũng là động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Kết thúc set 1, tuyển trẻ Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 25-15. Tuy nhiên, sang set 2, tuyển trẻ Thái Lan đã cân bằng thế trận với tỷ số 25-17. Lúc này, các cô gái của Việt Nam đã thi đấu tập trung phối hợp ăn ý hơn để thắng cả hai set sau đó với tỷ số 25-16 và 25-20. Thắng chung cuộc 3-1 sau 2 giờ đồng hồ khá căng thẳng. Tuyển trẻ Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay. Chắn bóng thành công, pha chắn bóng thành công của Lê Thị Hồng. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia sẽ có trận đấu tiếp theo với đội sinh viên Nhật Bản. Còn vào lúc 17 giờ 30, câu lạc bộ Đại học Thể thao Bắc Kinh sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam ở ngày ra quân sẽ có thêm một trận đấu khó khăn nữa với câu lạc bộ Suwon của Hàn Quốc. Thất bại 0-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ngày khai mạc, đội bóng chuyền nữ Đại học Thể thao Bắc Kinh của Trung Quốc phần nào bộc lộ điểm yếu, đó là sự thiếu đa dạng ở các phương án tấn công. Trước trận đấu gặp đội Suwon Hàn Quốc, toàn đội đang rất nỗ lực hướng tới một chiến thắng nhanh chóng để lấy lại sự tự tin. Chúng tôi có một chút thất vọng sau kết quả không như ý ở trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các học trò của tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần và hướng đến trận đấu thứ hai. Hiện tại, tôi đang giúp các học trò nhanh chóng cải thiện những điểm yếu đã bộc lộ ở trận đấu vừa qua và cố gắng luyện tập tốt hơn các miếng phối hợp tấn công của đội bóng. Dù đối thủ của Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc là câu lạc bộ Suwon đang có thể lực và trạng thái tâm lý tốt khi có tới 5 ngày tập luyện trước trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với thế mạnh về thể hình, Đại học Thể thao Bắc Kinh tự tin sẽ giành một chiến thắng. Chuyển sang những thông tin khác,